bạn sinh viên. Chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển lên xe, sau đó ổn định tổ chức. Để đảm bảo các bạn đã tập trung trên xe, chúng tôi điểm danh lại một lần nữa. Khi đã chắc chắn mọi công tác chuẩn bị cũng như số lượng người trên xe đầy đủ, đúng 20 giờ 35 phút ngày 22 tháng 3 năm 2015, xe ô tô của chúng tôi bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi, sinh viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, không có gì ngoài những chiếc vali đựng quần áo và những ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đang cháy trong lồng ngực, sẵn sàng cho cuộc hành trình thực tế dài nhất trong quãng đời sinh viên của mình, với mong muốn có thể học hỏi được nhiều điều hơn khi đến với mỗi miền của Tổ quốc. Ngày 23, nhóm tôi và các bạn đặt chân đến tỉnh Quảng Bình. Nói đến Quảng Bình, người ta thường nói đến cát. Cát và gió đã làm nên một Quảng Bình đầy ấn tượng trong mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Nằm bên biển Đông, cúi đầu lên dãy Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Bình đã được mẹ tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên nơi đây nhiều thắng cảnh đẹp mà chúng ta không thể không nhắc đến. Đó là Động Phong Nha, được coi là thiên nam đệ nhất động của Việt Nam. Đến với nơi đây, chúng tôi đã được nghe chị hướng dẫn viên tại điểm thuyết minh về Động Phong Nha với những câu chuyện vô cùng lý thú. Động Phong Nha nằm ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, cách thị xã Đồng Hới 60 km về phía tây bắc. Từ Đồng Hới, đi ô tô đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên dòng sông Son, khoảng chừng 20 phút là đến Động Phong Nha. Trải qua bao cuộc chiến tranh, Phong Nha vẫn còn nguyên sơ như hàng triệu năm về trước. Thuyền chạm đến cửa Phong Nha cũng là lúc tôi và các bạn đều ô lên trước vẻ đẹp tráng lệ mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây. Động Phong Nha có cửa rộng khoảng 20 mét, cao 10 mét. Tương truyền rằng hơn 100 năm trước, ông vua trẻ Hàm Nghi đã ẩn mình ở đây cùng một số cận thần và ra lời kêu gọi cần vương. Đi sâu vào trong lòng động, cảm giác mát rượi lan tỏa khắp cơ thể của chúng tôi. Tiếng mái chèo đan vào sóng nước, tiếng cánh rơi vỗ nhẹ vào không trung, hòa quyện với tiếng nói cười của chúng tôi, dường như đã tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên, vang vọng trong lòng động. Thuyền ngược dòng độ 800 mét sẽ đến chỗ cạn, gọi là hang nước cạn, do nước biến đi, nhường chỗ cho đá cát. Động Phong Nha có vô số những khối thạch nhũ đủ hình thù uyển chuyển, như hình ông voi, Phật Bà Quan Âm, giếng nước, sân đình, đua nhau soi mình trong đàn nước trong xanh. Nhũ đá từ trên rủ xuống, măng đá từ dưới nhô lên tua tủa như cây rừng. Sau hàng chục cuộc thám sát khoa học của người Việt, người Pháp, người Anh, Động Phong Nha vẫn còn đó với những điều bí ẩn. Chính vì vậy mà đã làm cho chúng tôi càng bị cuốn hút hơn, say sưa hơn vào vẻ đẹp hùng vĩ ở nơi đây. Tạm biệt mảnh đất Quảng Bình, nhóm chúng tôi cùng với thầy cô và các bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình đến với thành phố Đà Nẵng. Sau khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe ô tô, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được thành phố của những cây cầu, thành phố Đà Nẵng. Trên đường đến khách sạn Vi An, tôi và các bạn đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cầu rồng. Cầu rồng có kiến trúc độc đáo với hình dáng con rồng vươn mình bay ra biển lớn. Phần đầu và đuôi được thiết kế theo phong cách rồng thời Lý. Đầu rồng có khả năng phun lửa và phun nước, khiến chúng tôi vô cùng thích thú khi chiêm ngưỡng nó. Phóng tầm mắt về phía bên phải, chúng tôi bắt gặp hình ảnh của cây cầu quay, biểu tượng của thành phố Đà Nẵng và đồng thời cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Cầu quay duyên dáng in mình xuống dòng nước con sông Hàn với những ánh đèn lung linh theo hình cánh buồm. Cầu quay có thể quay 90 độ
để mở đường cho tàu thuyền lớn qua lại. Điều này đem lại sự tò mò, thích thú cho người dân và đặc biệt là du khách đến với Đà Nẵng. 17:43, nhóm tôi và các bạn đến khách sạn Vi An. Sau khi lấy hành lý trên xe xuống, tôi làm công tác nhận phòng và phân chìa khóa cho các bạn. Chúng tôi đã có một buổi tối tham quan tự do đầy lý thú ở Đà Nẵng. Sáng ngày 24, nhóm tôi và các bạn dậy rất sớm. Ai cũng háo hức khi biết chuẩn bị được đi tham quan Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Gần 2 tiếng đồng hồ, vừa ngồi trên xe ngắm đường phố, vừa vỗ tay ca hát, chúng tôi đã đặt chân đến mảnh đất Quảng Nam yêu dấu. Và điểm đầu tiên chúng tôi tham quan chính là Thánh địa Mỹ Sơn. Đến với nơi đây, chúng tôi đã được đắm mình với vũ điệu Apsara ẩn hiện giữa khu đền tháp Chăm Ba cổ xưa. Tiếng gió rì rào qua núi như quyện cùng tiếng nhạc bập bùng càng làm vũ điệu Chăm Ba thêm say lòng người. Thánh địa Mỹ Sơn mang dấu ấn của kiến trúc Ấn Độ. Phủ trên nó là bụi của thời gian khiến cho Thánh địa Mỹ Sơn khắc vào hiện tại một vẻ đẹp của quá khứ. Nhưng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lịch sử, văn hóa lẫn kết cấu kiến trúc. Người Chăm Ba vô cùng khéo léo khi thổi được cái hồn của các giá trị văn hóa của cả một giai đoạn phát triển lịch sử vào đất đá, để rồi bàn tặng cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung một Mỹ Sơn tráng lệ, thâm nghiêm, hùng vĩ, nơi thờ cúng các vị thần, vị vua. Với ý nghĩa là trung tâm tôn giáo của vương quốc cổ Chăm Ba, Mỹ Sơn có một vị trí tâm linh quan trọng trong cộng đồng dân cư, là chỗ dựa tinh thần của người Chăm xưa. Và chính nó đã làm bừng cháy lên ánh hào quang của nền văn minh Chăm cổ, có sự giao lưu với nền văn minh Ấn Độ lâu đời. Tôi và các bạn chăm chú lắng nghe những lời thuyết minh từ bác hướng dẫn Minh Tiến. Chúng tôi quan sát phong cách diễn thuyết của bác để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn của mình. Vẻ đẹp và ý nghĩa của Thánh địa Mỹ Sơn được tái hiện thông qua bài thuyết minh của bác, làm cho chúng tôi càng cảm nhận rõ được sự chuyển động của thời gian thông qua từng tháp Chăm ở nơi đây. Quảng Nam không những cho chúng tôi sự trải nghiệm khi đến với Thánh địa Mỹ Sơn, mà còn để lại trong lòng mỗi chúng tôi những cảm xúc khi đặt chân đến phố cổ Hội An. Sự tồn tại của một đô thị như Hội An là trường hợp duy nhất ở Việt Nam và cũng hiếm thấy trên thế giới. Đây được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị. Không biết có phải là do người mến cảnh nên cảnh muốn níu bước chân của người hay không, mà Hội An bỗng chút cơn mưa ngay trong lòng của nắng. Để rồi tôi và các bạn càng cảm nhận rõ ràng hơn cái hương thơm của rêu phong và chút ẩm ướt. Tiếng nước mưa róc rách chảy xuống từ các mái ngói cổ kính, xen lẫn những tia nắng nghịch ngợm len lỏi qua từng bông hoa giấy đủ màu sắc, đã khiến cho chúng tôi say đắm với cảnh sắc ở nơi đây. Mặc dù thời tiết mưa nắng hòa quyện, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đến tham quan các ngôi nhà cổ, rồi hội quán Phúc Kiến, chùa Cầu, và đặc biệt là được hòa mình vào nhịp sống của những con người hiếu khách ở Hội An. Mảnh đất Quảng Nam dường như vẫn muốn níu chân chúng tôi lại, nhưng vì thời gian không cho phép nên chúng tôi đành phải tạm biệt cảnh đẹp nơi đây để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ngày 25 tháng 3, trên con đường trở về Huế, tôi và các bạn được dừng chân tham quan chùa Linh Ứng. Để có thêm tư liệu về hình ảnh, nhóm chúng tôi đã chia nhau ra để chụp cảnh sắc của chùa. Từ chùa Linh Ứng, chúng tôi quay trở lại bãi biển Mỹ Khê. Ở đây, tôi và các bạn được đắm mình vào không gian thoáng đãng, trong xanh, cùng với những tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ của bãi biển. Khi đã thỏa thích với bãi biển Mỹ Khê, chúng tôi nhanh chóng lên xe để di chuyển về Huế kịp thời gian. Mấy ngày liên tiếp đồng hành cùng chiếc xe ô tô, nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán. Bởi lẽ, tôi và các bạn luôn say sưa với những trò chơi hoạt náo trên xe. Bằng những kiến thức được học trên lớp và dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo trực tiếp của các thầy cô giáo trên xe,
chúng tôi thay nhau làm người quản trò. Sau mỗi trò chơi, tất cả mọi người đều vui vẻ. Chính những tiếng cười sảng khoái đó dường như đã làm cho chúng tôi quên đi độ dài của thời gian trong cung đường trở về Huế. Để đến với Huế, chúng tôi phải đi qua đèo Hải Vân, nằm trải dài theo sườn núi Hải Vân. Đèo cao 500 mét so với mực nước biển và đầy hiểm trở. 9 giờ 36 phút, xe của chúng tôi lăn bánh vào hầm đèo Hải Vân. Ai cũng chăm chú đến thời gian để tính xem phải mất bao lâu mới ra khỏi hầm. Khoảng 10 phút sau, ánh sáng mặt trời xuất hiện, báo hiệu điểm cuối của đường hầm đã đến. Vậy là chúng tôi chính thức chia tay với thành phố Đà Nẵng sôi động. Tôi chưa một lần đến Huế thơ, mà nghe tha thiết điệu hò ơ. Sông Hương sâu nặng tình thương nhớ, thiên mụ êm đềm những giấc mơ. Đặt chân lên mảnh đất xứ Huế, ngân nga những câu ca dao của Huế, dường như mỗi chúng tôi đều cảm nhận được sự đồng điệu giữa hồn người và cảnh vật ở nơi đây. Huế thân thương đang chào đón chúng tôi khám phá nó. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức, tôi cùng với các bạn đã đi tham quan các địa điểm như Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức. Mỗi lăng lại có những lối kiến trúc riêng biệt. Lăng Minh Mạng nằm trên ngọn núi Cẩm Kê, cách thành phố Huế khoảng 14 km, gần ngã ba Bằng Lãng, nơi hợp nguồn tạo thành sông Hương. Hình thế của lăng tựa dáng một người đang nằm nghỉ, trong tư thế đầu gối lên núi Kim Phụ, chân duỗi ra ngã ba sông trước mặt. Hai nửa hồ trường minh như đôi cánh tay buông xuôi tự nhiên. Lăng Khải Định thuộc xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm cách thành phố Huế 10 km. Sự khác biệt lớn nhất của lăng Khải Định với các lăng tầm khác ở Huế chính là những công trình mang dấu ấn của nhiều trường phái kiến trúc khác nhau, đặc biệt là ảnh hưởng lớn của kiến trúc phương Tây. Có lẽ chính vì vậy mà lăng Khải Định có cái lạ, có phần ngông nghênh, phô trương và độc đáo so với các công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Vua Tự Đức, ông vua Thi Sĩ, đã nằm xuống giữa một không gian của thơ và nhạc, của sự yên bình trong tổng thể kiến trúc chắc tuyệt về nghệ thuật xây dựng lăng tẩm thời Nguyễn. Người đời sau, mỗi khi đứng trước khung cảnh thơ mộng này, ai cũng nghĩ đến một câu thơ đề tặng ngôi nhà vĩnh cửu của vua Tự Đức với sự tâm đắc, ngưỡng mộ. Tứ bề núi phủ mây phong, mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng vạn niên. Buổi chiều, với sự đồng hành của chị hướng dẫn viên xinh đẹp, chúng tôi được đắm mình trong không gian của Đại Nội Huế. Dòng sông Hương uốn quanh kinh thành, Hoàng Thành, từ Cấm Thành và qua Đại Nội càng làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của một kinh đô phong kiến độc đáo này. Buổi tối ngày 26 ở Huế, sau khi đi xem Huế bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, nhóm của chúng tôi đã hòa mình vào chương trình giao lưu lửa trại của các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế. Tất cả đều cho chúng tôi sự trải nghiệm mới mẻ và giúp chúng tôi học hỏi được nhiều điều từ thực tế. Hai ngày được thả hồn với thành phố Huế mộng mơ, chúng tôi ai cũng cảm thấy có cái gì đó vương vấn trong lòng không lỡ rời xa nơi đây. Nhưng biết làm sao khi cuộc đời không cho phép bất cứ ai cứ mãi dừng chân tại một điểm. Chia tay với Huế, chúng tôi chỉ có thể để lại tình người trôi theo dòng chảy của nước sông Hương êm đềm. Mong rằng một ngày không xa sẽ lại được đến mảnh đất thân thương này. Theo quốc lộ 1A, chúng tôi tiếp tục lăn bánh xe về với ngã ba Đồng Lộc, thuộc huyện Can Lộ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhắc đến ngã ba Đồng Lộc, chúng ta nghĩ ngay đến tấm gương anh dũng hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong khi họ mới 18, đôi 10. Với tinh thần xả thân quên mình, hiên ngang trước mưa bom, bão đạn, các chị chính là biểu tượng của truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam anh hùng.
đến với điểm di tích lịch sử này. Chúng tôi đã vô cùng xúc động trước những câu chuyện kể về 10 cô gái thanh niên xung phong được chú hướng dẫn viên Đào Duy Tuân kể lại. Lịch sử không muốn nhắc lại quá khứ đau thương, song lịch sử cũng không thể xóa nhòa đi những nỗi đau ngày ấy. Và nó sẽ mãi là trường ca nhắc nhở những thế hệ như chúng tôi phấn đấu không ngừng nghỉ, đóng góp sức của mình cho sự hưng thịnh của đất nước. Sau khi có những giây phút thành tâm tại ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi di chuyển đến trường cao đẳng nghề du lịch tại đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ở đây, nhóm tôi và các bạn đã cùng nhau tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các lớp. Kịch bản đã được lên, trò chơi đã được chuẩn bị. Chúng tôi hết mình với buổi tối cuối cùng được ở bên nhau. Ai cũng vui vẻ đóng góp các tiết mục văn nghệ và chơi những trò chơi tập thể. Vừa là để tập làm quen dần với việc tổ chức chương trình, sự kiện, vừa là để lưu giữ trong ký ức những kỷ niệm đẹp nhất của quãng đời sinh viên. Ngày 28 tháng 3, ngày cuối cùng trong chuyến hành trình tham quan di sản miền Trung của chúng tôi và các bạn dừng chân tại quê nội và quê ngoại của bác để tham quan. Người khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chù quê mẹ, làng sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Những câu chuyện về gia đình bác đã làm cho chúng tôi hiểu thêm về cuộc đời của người. Sẽ chẳng thể nào quên được ngôi nhà tranh ấy hay cây vú xưa ấy, bởi nó đã mãi khắc sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam, mỗi thế hệ Việt Nam khi nhắc đến tên Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là cũng đến lúc chiếc xe ô tô của chúng tôi lăn bánh trở về với Hải Phòng thân yêu. Trên con đường trở về, nhóm của chúng tôi đã thuyết minh về Thanh Hóa khi đi qua địa phận của tỉnh này. Sau đó, chúng tôi tổ chức trò chơi hoạt náo trên xe để mọi người quên đi cảm giác hụt hẫng khi sắp phải tạm biệt nhau. Con đường tham quan di sản miền Trung tuy xa mà lại gần, bởi vì giờ đây con đường ấy đã ở ngay trong tim của mỗi chúng tôi. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà trường, đến các thầy cô giáo trong khoa du lịch đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt chuyến hành trình kéo dài 6 ngày 6 đêm này. Chuyến hành trình thực tế miền Trung đã kết thúc, nhưng với chúng tôi, tất cả đang chỉ là mới bắt đầu.